Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt trên kênh của mình nhé. Của mình là Nam đây. Và hôm nay đến với clip này thì như các bạn đã biết, trong thời gian gần đây thì đã có ba bộ trang phục được ra mắt. Đó chính là cái con Brock này là một này, thứ hai là con Bali bắn bánh. Thật ra mình thích nó là Bali BD hơn. Và còn một bộ nữa là bộ gì ta? Con này với cả con Carl. Mình hiện tại thì trong túi của mình đã có đủ ba con chiến binh đấy rồi. Vấn đề là chờ thời gian test luôn. Và mình nghĩ là cái skin đầu tiên mình sẽ lôi ra mình dùng lần này đó chính là Brock nhé mọi người nhé. Không biết là vì dịp gì mà lần này bộ ba skin của chúng ta đều có giá là 150 ngọc mọi người, khá là đắt. Nhưng mà thôi, kiểu ra đắt thì nó sắp ra miếng, công nhận là không phải công nhận là nó đẹp lắm mọi người ạ. Ok nhé, mặc dù là mình cảm thấy tốc độ bắn của nó thì vẫn vậy. Là thứ nhất, thứ hai. Nhưng mà cái điểm xấu của nó thì ngoài không tăng sức mạnh ra thì nó chẳng có cái điểm xấu nào khác cả. Một là nó nhìn rất là ngầu một đấy. Thứ hai là ok. Thứ hai là nó có hiệu ứng của nó thay đổi mọi người. Các bạn nhìn thấy quả đạn không? Nó đã thay hình quả đạn, thay vì là quả tên lửa như cũ thì nó đã thay hình rồi. Nó đã là cái gì đấy thì không biết nữa. Nhưng mà nhìn giống như kiểu nó phóng là một cái bô xe mọi người. Mình nghi thế. Kiểu cái ống xả sau xe. Ok, các bạn không biết gì đâu. Thật sự ý, càng lên rank cao cái việc ghép đồng đội nó là cái gì đó bất khả thi mọi người. Thật. Các bạn nên tìm cho mình một người đồng đội để chơi cùng. Một người mà các bạn cho rằng là người đấy chơi rất giỏi và sẽ không bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào bạn muốn chơi game. Hãy tìm cho mình một người đồng đội như vậy. Hay chính xác hơn, ý mình ở đây có nghĩa là bạn nên vào một câu lạc bộ nào đó và hãy khẳng định trình độ chơi của mình trước khi tự ghép cặp ngẫu nhiên. Vì ghép cặp ngẫu nhiên các bạn không thể ghép mãi cả đời được. Mình nói thật các bạn đấy. Bởi vì sao các bạn biết không? Bây giờ chính là mùa hè. Mà mùa hè đồng nghĩa việc gì các bạn cũng hiểu rồi đấy. Mẹ kiếp. Mình đều hiểu sao nhá. Có những đứa Nó 8.000 cúc. Nhưng mà rồi khi vào game nó chơi không bằng thằng 1.000 năm cúc vậy. Nó thật. Có những đứa 8.000 cúc nhưng mà nó vào nó chơi không khác nào thằng 1.000 năm cúc luôn. 1.000 năm cúc là mình còn khá là tôn trọng nó đấy, ok. 1.000 năm cúc là mình vẫn còn dành tối đa sự tôn trọng của mình dành cho nó, ok. Mình không muốn nói thẳng ra là nó chơi như, nhưng mà thật sự nó là như thế, ok. Các bạn không biết nãy giờ mình thua mấy trận rồi đâu, 2-3 trận lĩ. Mỗi mà các bạn biết là cái con Brock của mình nó rank rất là cao. Mỗi lần thua nó trừ mẹ 6 mẹ, nó trừ mẹ 6 cục luôn. Hay vãi cả. Mẹ. Thật đấy, mình nói thật các bạn, nếu mà các bạn thuộc xu hướng là kiểu mình thích rank cao cơ, rank cao nó mới ngầu, nó mới kiểu mẹ thượng đẳng. Thế thì các bạn không hợp để xem clip của mình rồi, mình nói thật đấy. Nãy giờ ấy, các bạn không biết là trong trận vừa rồi mình đã chửi lên bao nhiêu lần đâu. Nhưng mà thôi không sao, mình vẫn sẽ giữ bình tĩnh. Bởi vì mình là một con người văn hóa, mình sẽ cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Mình sẽ không chửi bậy. Bởi vì trận này mình đang vào đến top 2 rồi. Và điều đó sẽ không có gì khiến mình phải chửi bậy cả. Một phát bắn của mình 4.000 máu sẽ không có gì khiến mình phải chửi bậy cả. Không có gì cả. Không một rồi. Tuyệt vời quá đi. Mà các bạn này, mình nói thật nhé, trận nào thua thì mình xin phép cắt thẳng luôn, ok, cho đỡ mất thời gian, bởi vì mình chết ở ngay. Mặc dù là mình đánh đến 2 phút rồi, hơn 2 phút rồi, 2 phút 20 rồi, mà mình đéo hiểu sao ạ, vẫn top 5 ạ, đéo hiểu ạ. Cái map củ giấy này, mình nói thật đấy các bạn ấy, cái map nhặt ngọc mà nó có đoàn tàu ấy, nó đéo ức chế vào cái map này đâu, ok. Mình nói thật đấy, đéo có map sinh tồn nào nó ức chế hơn cái map này cả. Cái map nhặt ngọc mà có đoàn tàu nó vẫn dễ chơi chán, hứa danh dự các bạn luôn, nó vẫn cực kỳ dễ chơi. Còn cái map này á, như mình đều hiểu, mẹ có cái bay, có cái thì bay ngắn, có cái thì bay xa, mấy cái bật nhảy kìa mình đều hiểu ạ. Có cái thì bay ngắn, cái thì bay xa, bay rất là xa luôn ý, mà có cái thì bay rất là ngắn, mình đều hiểu sao ạ. Rồi chết trong đường chạy luôn. Clip này thì nói chung là mình tâm trạng nó đang bị hỗn loạn một chút, kết hợp giữa sự căng thẳng của kỳ thi học kỳ sắp tới và đồng đội. Thế cho nên là trong đầu mình bây giờ đang là một hỗn hợp cảm xúc các bạn ạ.
mình không biết diễn tả nó bằng cái cảm xúc gì. Mẹ kèm theo ức chế, lo lắng và sợ hãi. Bởi vì các bạn biết đấy, mùa hè là mùa các cháu mẹ nó học xong, nó được nghỉ hè và nó bắt đầu nó xâm chiếm thế giới game của chúng ta. Không thể như vậy được. Từ. Và cái câu lạc bộ của mình hiện đang để trống. Và mình đang rất có nhu cầu là bạn nào có khả năng chơi game tốt, please vào game chơi với mình. Mình không quan tâm, miễn là các bạn chơi chế độ sinh tồn, các bạn chơi mình vào đến top 3 là được. Còn các chế độ khác các bạn chơi thua chẳng sao, ngoại trừ chế độ vây hãm là cái chế độ đấy mà các bạn chơi thua của mình nên mình muốn đập đầu đất, mình tự tử luôn đó. Mình nói thật, làm ơn chế độ sinh tồn mình làm clip, please đừng chơi thua là được. Và đấy là điều kiện rất đơn giản. Điều kiện thứ hai, các bạn thấy đấy, đến mức thằng Poco kia nó quẫn đến mức mà nó nhảy vào mặt mình, nó tự sát để nó chơi ván mới nhanh hơn. Tại sao mày lại rời bỏ tao? Cậu ơi, cậu có biết trận trước cậu rời bỏ tớ, tớ đau khổ thế nào không? Ít phải bọn đồng đội củ giấy. Mình đã thua tiếp đến 4 trận ạ. Ok. Và bây giờ mình đang thật sự chế. Và mình nghĩ là có lẽ câu lạc bộ của mình sẽ mở từ ngày mai, mở cửa, thả cửa cho các bạn vào từ ngày mai. Và điều kiện duy nhất, điều kiện để xét duyệt câu lạc bộ mình sẽ sửa thành thứ nhất là bạn cần không phải nhỏ tuổi là một. Rất đơn giản thôi đúng không? Thứ hai là bạn phải có kỹ năng chơi game cao một chút. Cái này mình không có, thế nên mình mới cần một người có kỹ năng chơi game vào team. Mặc dù mình sẽ làm các bạn trừ thế mẹ cúp nếu mà các bạn chơi hay hơn mình. Thật. Mà thôi, các bạn hãy hiểu là mình chơi đến 4.007 cúp, ok? Nó cứ tụt xuống 4.620 và nó lại tăng lại lên 4.007. Các bạn hiểu mấy ngày nay vì sao mình không ra clip? Mình không thể ra được bởi vì bọn mặt giấy này chúng nó chơi toàn thua thôi ạ. Mình đếm hiểu ạ. Mẹ, nghỉ hè rồi. Làm ơn làm phước dùm con. Nghỉ hè rồi mẹ, làm phúc cho những thằng cần chơi game với, ok? Các vị phụ huynh à, làm ơn đừng đưa cho con hoặc cháu bạn điện thoại để nó chơi Brawl Stars hoặc bất cứ cái game nào khác. No, trẻ con chơi game là một cái disaster, ok? Giờ ấy, mình nói thật các bạn ấy, bố mẹ mình ngày xưa bảo trẻ con mẹ chơi game làm đéo gì. Mình cảm thấy biết ơn. Đấy là những bậc phụ huynh thiên thần. Các bạn hãy gọi những người đấy bằng thiên thần, bởi vì họ đã không cho con họ chơi game và họ là thiên thần, ok? Nếu mà họ mà cho con họ chơi game ấy, các bạn có muốn thấy những cái disaster không? Những cái thảm họa không? Các bạn sẽ không muốn thấy những cái disaster đấy đâu. Mà các bạn có thể hiểu được là có những đứa ấy, nó vào game và nó đứng im một lúc. Mình farm được 3 cái hòm rồi, sau đó mình bắt đầu đi chọi nhau. Mình vừa chết phát nó bắt đầu nó nhúc nhích. Và điều đó thật là hãm lồn, ok? Và điều đó thật là hãm. Sorry, mình quên che. Và điều đó thật hãm lồn, ok? À quên, phải che. Mình nói bậy. 3.000 người. Mình lại quay lại rồi này. Các bạn biết gì không? Mình lại thua. Tóm tắt lại, mình muốn những bậc phụ huynh nào không cho con chơi game nên được gọi bằng thiên thần. Là thứ nhất. Thứ hai, câu lạc bộ mở cửa từ ma. Câu lạc bộ sẽ bắt đầu xét duyệt thành viên nghiêm túc cho các bạn vào game từ ngày mai. Nãy bắn kinh chưa? Nãy giờ tao cho mày chơi cùng, tao thua thấy mẹ ở đấy. Ok, tao bị trừ rất nhiều cúp rồi, không muốn nói đâu. Nhưng mà vì tôn trọng mày, ok, vì mày là thằng duy nhất có trong list friend của tao và tao mời vào. Và mày đã kiên trì cùng tao chơi nãy giờ mặc dù tao fuck up rất là nhiều lần. Và mày cũng thế. Nhưng mà thôi, chúng ta chơi game trên cơ sở mẹ tôn trọng nhau. Nói chung là mình fuck up rất là nhiều lần. Mình đéo hiểu sao mình chơi qua 2 phút mà vẫn còn 5 đội vẫn còn nguyên ạ. Mình đéo hiểu. Thật sự bọn mình đã fuck up nãy giờ rất nhiều. Mình không biết thằng này có phải người Việt không, nhưng mà chắc là không đâu. Bởi vì nó vào game không thấy nó nói gì. Mình mời vào phòng mà không thấy nó nói gì. Thế chứng tỏ không phải người Việt luôn. Cá luôn. Và wow. Có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ cần phải thay đổi chủ. Nếu mà mình muốn ra clip liên tục hàng ngày như cũ thì có lẽ là mình sẽ phải lựa cái khác mình làm, không thể làm sinh tồn toàn top 1 được. Bởi vì các bạn biết vì sao không? Đang nghỉ hè mà.
lũ hãm lồn đấy được nghỉ hè, lũ hãm lồn đấy được nghỉ hè rồi. Và ấy, số cúp của mình tụt theo từng trận một. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, suýt nữa thì mình đi vào mặt nó rồi. May quá, may ơi là may. Hãy chúa tôi. Ai có nhu cầu tham gia câu lạc bộ, please comment bên dưới tên mà. À quên, bạn không cần tên của bạn, mình không cần quan tâm bạn tên là gì. Bạn chỉ cần cho mình biết bạn bao nhiêu tuổi, bạn chơi game được bao lâu và bạn có bao nhiêu cúp. Số cúp này là bạn chơi tự chơi một mình hay là bạn ghép cặp với người khác, thế là đủ thông tin mình cần rồi. Là mình biết khả năng của bạn đến đâu rồi. Thế nhé. Và gia nhập câu lạc bộ của mình có những lợi ích gì thì các bạn yên tâm một điều, câu lạc bộ sẽ không có thành viên quá nhỏ tuổi. Có thể 2K4 hoặc 2K3 ok. Nhưng mà sẽ không quá nhỏ tuổi đâu. Đừng là 2K5 mà được. Mình biết là bây giờ các bạn tầm tuổi 2K5 bắt đầu lớn rồi. Nhưng mình thấy là cái lứa 2K5 nó vẫn nhận thức nó chưa đủ ấy. Thấy chửi bậy toàn 2K5. Thôi. Không đánh đồng 2K5 nào cũng thế nhá, ok. Không đánh đồng bạn nào trẻ tuổi cũng thế, ok. Có mình chỉ bảo là trẻ tuổi thì chưa nhận thức được đấy là cái tiếng Việt là gì nhỉ? Tiếng Anh thì mình biết nó là cái gì rồi, stereotype. Nhưng mà tiếng Việt là cái gì thì mình không biết ạ. Từ từ mình sẽ đứng đây đợi đồng đội mình hồi sinh rồi chúng ta cùng Nhật Ngọc đi chiến tiếp. Tiếng Việt là như kiểu là chẳng hạn cái ý mình đang nói là những bạn nhỏ tuổi thường không nhận thức được ý. Thì cái này như kiểu đánh giá chung mà kiểu cảm giác ai cũng cảm thấy đúng ý. Ví dụ như bây giờ bạn nói người Trung Quốc, bạn lập tức tưởng tượng là mắt hơi híp, lông mày nhọn vảnh lên phía trên kiểu thế. Rồi có ria mép rất là dài, râu rớt xuống như râu dê. À không phải râu dê, dài hơn râu dê cơ. Ý mình là vậy, đại khái thế. Cái này là cái mà kiểu như mọi người ai cũng cho là đúng ý. Ok. Nhưng mà thực tế không phải vậy, các bạn hãy hiểu vậy được chưa? Please, đừng bắt bẻ câu từ của mình bởi vì mình không có từ thích hợp để nói ngay bây giờ, ok. Đại khái thế, bạn chỉ cần cho mình biết ba thông tin đơn giản thôi. Bạn bao nhiêu tuổi, bạn có bao nhiêu cúp và số cúp này là bạn tự lực cài lấy hay là bạn ghép cặp với đồng đội? Ghép cặp với đồng đội kiểu bạn bè hay thế nào quen biết là bạn biết chắc người ta chơi giỏi thì bạn mới ghép vào kiểu thế. Số cúp mà lên được như thế thì no thanks. Bởi vì mình biết là ghép cặp khi mà bạn ghép cặp ngẫu nhiên một người lại, chúng ta hoàn toàn khó có thể xoay sở tình huống được, ok. Cái thằng bot 1 này nãy giờ mình chơi nó chẳng phải chục trận rồi đấy. Chơi đến hơn chục trận rồi mà vẫn fuck up được ạ. Ok. Thật sự ấy, nó không còn dễ. Bây giờ mình cảm thấy chơi chế độ sinh tồn nó không còn dễ nữa rồi. Một là tình trạng các cháu nghỉ hè quá nhiều, hai là tình trạng đồng đội. Đồng đội các bạn tưởng tượng nổi 8.000 cúp mà nó chơi như, xin phép nói thẳng nhé, chơi như bùa ấy. Thật sự rất là khó chịu, ok. Thứ nhất là mình sắp thi giữa kỳ rồi. Lịch học có thể mỗi nơi một khác, ok. Nhưng mà mình bây giờ mới sắp thi giữa kỳ, please. Và mình sẽ ra trường vào cuối. Và mình sẽ ra trường sau khi mình thi nốt bài thi cuối cùng vào mùng 10 tháng 8. Là tuyệt vời. Nhưng mà từ giờ đến lúc mình ra trường sẽ là một thảm họa. Và mình biết, các bạn biết rồi, mình vừa phát góc. Nhưng tâm thằng đồng đội mình rất là khỏe rồi, không phải lo. Các bạn biết gì không? Con Piper của mình, các bạn nào xem livestream của mình nhiều là cũng biết là nó tầm hạng 15-16 gì rồi đúng không? Tầm 300 cúp trở lên, hơn 300 cúp. Mà chỉ trong vòng 2 ngày thôi, mình mới 2 ngày vừa hôm qua thôi. Mình kiểu địt con mẹ nó. Nó tụt xuống còn có 250 cúp ạ. Cáu vãi cả. Nhưng mà thôi, mình chợt nhận bây giờ mình suy nghĩ thoáng hơn rồi. Mình sẽ đéo quan tâm đến cái số cúp đấy. Ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại, để cho mình có một cái tâm trạng thoải mái làm clip. Như các bạn thấy đấy, cách chơi của nó đang phản ánh tâm trạng hiện tại của mình. Mình đéo vui một tí nào cả, ok. Những cái trận trước thua mình chửi dầm trời lên luôn. Nhưng mà trận này, ô cức. Hôm nay mình có việc bận, mình phải đi cái activity à. Lạy chúa. Trường mà không mở loa thông báo thì chắc mình làm clip đến ngày mai mất ạ. Ok, có lẽ đây là trận cuối cùng. Nếu như nó đạt top 1, bởi vì mình nghĩ nãy giờ ấy, mình chơi được rất là lâu rồi. Nhưng mà thật sự ấy,
số trận đạt được top 1 rất là ít. Xém đấy, mình nhảy đấy. Nào nào, vào chạy mất tiết ngay. Mẹ có dám mà vào. Úi rồi em ơi, cẩn thận thủy quái em ơi. Mẹ nó đéo đùa đâu, mẹ nhờn với nó vả cho chết bây giờ đấy. Rồi thằng này có chạy không? Rồi thằng côn, tao xin mày, mày đánh bình tĩnh thôi. Anh biết là chú còn trẻ còn khỏe còn thích gái, nhưng mà có một đứa trong bụi cỏ trước mặt đấy. Ok, mình nhìn thấy cái bóng nó lướt qua một cái, mình kiểu chột dạ rồi. Mình cũng lúc đấy kiểu nghĩ là hay mình nhìn nhầm, mình mới tiến vào tiếp. May con thủy quái nó không tiến tới, nó đẩy căng, nó mà đẩy căng thì thôi luôn. Nào. No! Fuck! Mình hụt tay ạ. À, hai đứa mày cứ ở yên đấy. Tao đừng nghĩ là tao sẽ lên cái bạt này tao nhảy vào, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Ồ thế á, chúng mày chơi chiến thuật hai đầu á, mà mày không biết là mày ít máu lắm. Mẹ kiếp, nó có 4 máu. Rồi, con thủy quái chết rồi. No, fuck. Ồ cức, vỡ mồm. Thôi nhá, mình xin phép dừng clip ở đây.